Phê 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 cà phê. Ông bà cô chú ơi, ở bên Nhật á họ không có cho đeo bao tay. Thế nên là em quào cái mặt em kìa, ông bà cô chú nhìn thấy không? Bàn tay em cũng giống ba luôn nè. Đó, bàn tay của em nè. Cái bàn tay bàn chân của em y chang ba em luôn. Cảm giác nó thiêng liêng, nó vui cái cảm giác là mình đã mang được cái gì cho con mình á. Mà cũng thương á, thương ảnh lắm cả nhà. Anh chăm nhân, anh chăm con tối đó, là bắt đầu tối nào cũng cảm ơn nhân, cũng cảm ơn rồi này kia, thương lắm. Tắm rồi không cho người ta bú đi, nhanh gọn lẹ đi, nó còn nói cái gì nữa, rồi cho người ta tì đi bà già, cho người ta tì đi chứ mà còn nói cái gì nữa, rồi ỉa cất rầu, dính cục cất rầu. Ừ, trời ơi, thấy ở nhà mới có 2 ngày tuổi cỡ như vậy đó, cái nết cỡ như vậy đó. Nết này là nết 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 dữ, nết dằn chứ không phải nết vừa vừa đâu nghe cô chú. Ừ, thấy không, thấy không, vậy đó, nín, vậy là nín á, chứ không gì hết trơn á, vậy là nín á. Ê, cho ông bà cô chú coi nè, ba cháu vô ở giỏi lắm á bà cô chú ơi, ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú nghe con coi, ba cháu nhịp nhàng mấy nhịp là em ở cái ực luôn nè. Em vừa mới tu ti của mẹ xong nữa đó. Bà trời ơi, cái mặt kia trời, em ngáp kia trời. Ô, bà, bà. Phê 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 cà phê. Ông bà cô chú ơi, ở bên Nhật á họ không có cho đeo bao tay. Thế nên là em quào cái mặt em kìa, ông bà cô chú nhìn thấy không? Bàn tay em cũng giống ba luôn nè. Đó, bàn tay của em nè. Cái bàn tay bàn chân của em y chang ba em luôn. Hả? Em quào cái mặt của em kìa, người ta không có cho đeo bao tay mà biểu. Đồ ăn tới rồi, giờ ăn tới dành cho bà đẻ tới rồi. Cảm ơn ba Tề Rư. Hôm nay là bữa ăn dành cho bà đẻ buổi sáng nha cả nhà. Chính thức là bước vào giai đoạn bà đẻ thì sẽ được ăn cái gì? Đây là bữa sáng nha. Là còn có một cái chén súp, đây là chén súp củ quả rồi với lại xúc xích rồi đây nè. Chén súp này ngon nè. Rồi bánh mì là phải có. Rồi này nữa là trứng, trứng làm món gì đây nè. Ăn kiểu giống như kiểu ăn tiếng của lộn nước ngoài nhưng không biết đọc nữa cả nhà ơi. Rồi cái này là pudding. Đó. Và tiếp theo nữa là một hộp sữa, hộp nước ép. À, cả nhà ơi, bây giờ mình ăn sáng với Nhân nha. Ngon ghê cả nhà. Nó giống như kiểu là súp lông cừu á. Ở đây á, Nhân nói thiệt sự, đi đẻ bên Nhật rồi mới biết là người ta dặn không mang cái gì thì đừng làm ơn đừng mang cái gì giùm nhân cái. Cái đây đây đây, trải nghiệm của bản thân quan má ở về không sử dụng một cái gì cả nhà. Thật sự luôn. Bởi vì mình có trải nghiệm mình mới biết là người ta tại sao người ta đã dặn như vậy rồi. Mà tại vì Nhân á, cái tính Nhân á là kiểu kiểu lo xa, sợ thiếu cái này thiếu cái kia, rồi gặp chúng với chồng mình là người Nhật nữa, mà mình những cái món đồ đó nhiều khi giới tỉ như cái tã cái quần cái áo thì mình nói tiếng Nhật được, ví dụ như nhiều tới nói tới cái giai đoạn mà cái máy hút sữa hay là cái gì đó nó tiếng Nhật nhưng chưa biết thì nó là rất là khó. Thế nên là nhưng mang đi giờ mới biết, ô về quá trời không cần tới. Hôm nay là ngày thứ hai là Nhân sanh bé, có nghĩa là Nhân sanh bé được 2 ngày. Rồi sữa của em Nhân là hôm qua Nhân đã về rồi thì Nhân đã cho bé bú rồi. Hôm nay về rất là nhiều mà đây ướt áo luôn cả nhà, thấy ướt áo luôn cả nhà thấy không, ướt áo luôn là nó về rất là nhiều, thật sự là rất 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 là may mắn cả nhà, vui lắm. Không hiểu tại sao cảm giác nó thiêng liêng, nó vui cái cảm giác là mình đã mang được cái gì cho con mình á. Mặc dù là uống sữa ngoài thì cũng tốt cho bé thôi nhưng mà kiểu có cái sữa của bản thân á mình cảm giác hạnh phúc cả nhà. Cho bé bú, lúc này cho bé bú nhìn mắt của bé nó nhìn mình á, trời cảm giác thiêng liêng ghê luôn á, hạnh phúc á. Hồi tối hôm qua á, cập nhật tình hình là hồi tối hôm qua với cả nhà là bác sĩ không dám để em bé cạnh Nhân, sợ là Nhân không ngủ á nên ẵm em bé đi, rồi để em đi đi giờ Nhân ăn xong rồi chúng là Nhân mới được đi nhận em bé, tại vì
kiểu Nhân có em bé Nhân chú tâm và em bé quá sợ không nghỉ ngơi á, mà Nhân vừa mới sinh á cả nhà, mà sức khỏe thì bác sĩ lo cho mình nhiều hơn, sĩ sợ là mà lúc mà mình về nhà thì lại 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 không giải quyết được là có chuyện gì á, nên là bác sĩ phải chăm cho. Trong lúc này á, là nhập Nhân nhập viện vào lúc ngày 11, tức là 19 mới về, thì được 8 ngày Nhân nhập viện, khoảng 8 ngày, 8 đến 9 ngày, chín khoảng 9 ngày Nhân ở bệnh viện khoảng 9 ngày đến 10 ngày là nhập, tới tính luôn cái ngày nhập viện sanh, đến khi mà 3 ngày sanh không được rồi xong mới mổ, rồi đến khi từ cái ngày mổ được ra em bé thì tính từ cái ngày đó trở đi thêm 7 ngày nữa thì gần gần 10 ngày, gần người 9 hoặc 10 ngày. Thì bác muốn là mình có một cái sức khỏe tốt nhất để khi mà ra viện á về, nên là bác không cho. Tối qua mấy chị y tế lên nói Nhân quá trời, nói thôi cứ đưa cho bác sĩ người ta chăm á, y tế họ chăm, chứ giờ Nhân chăm mà lỡ ấy đứa này kia sợ. Ngon. Thơm ngấy. Có gì Ngon, ăn ngon. bộ thôi cậu. Ba ba, ăn một chút. Ba ba ngồi đây. Ăn một chút với vợ. Ok. Ngon lắm. Ba ba muốn ăn thử. Ăn tù. Muốn ăn thử? À. Mua chút, em bé không sao, không sao, không sao. Tại được có em bé có vui không? Bùi bùi. Vui vui. Này, bà cũng chăm em bé, bà cũng mệt lắm ông bà cô chú ơi. Cho bà ăn miếng nha. Này, bà. Ngon ngon. Ngon. Ngon à. Đi về nhà. Vợ 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 tay in đi về nhà tại nấu đồ ăn cho vợ được không, được không? À, rồi ba bạn hăng bực cho ba bạn, ba ba cũng mệt mỏi, ba ba chăm vợ ba ba cũng mệt mỏi, vợ và ba ba cùng ăn không sao. Đây. Ok, ba ba ta biết đi. Rau sống nhưng vẫn chưa dám ăn nha cả nhà, họ bảo rau sống hôm nay rất là nhiều nè cả nhà, nhìn rau sống nè như thế này nè, rau sống nè đó, sợ mấy con ăn là tư rưa bé nữa, nên là cho anh Tài Rư ăn nè, Tài Rư ăn rau sống nè. Ở đây là họ không có kiêng cữ gì đâu á nha cả nhà, không kiêng đâu, ăn sashimi luôn á, nhưng là nhân kiêng sợ là mình ăn rồi con mình nó tứ rưa á, nó đi vệ sinh nó tội nó cả nhà, nên là nhân không mặc kiện cái. Chứ mấy chị bầu người Nhật là xuống phòng ăn là phải ăn hết á, tại vì cái sức ăn mấy chị nó cũng mạnh nữa, chứ nhân thì sức ăn nó cũng kiểu nó cũng bấp bênh đó cả nhà, mới sanh ra mới mới mổ xong á. Cô xin nào. Hả? À, mẹ tế. Ô xin. Hai chồng ăn hết luôn cả nhà. Hai bà. Cũng thương lắm, thương ảnh lắm cả nhà. Anh chăm như anh chăm con tối đó, là bắt đầu tối nào cũng cảm ơn Nhân, cũng cảm ơn rồi này kia thương mà châu xi ngon ghê luôn cả nhà. Ô xi ô xi nè, có đây sức bút sức vừa đôi giá tề rượu gì cả nè, không có mệt chị gấu đã bừng có trang tồn riêu thì xấu. Không 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 Nhân nói anh Tài Đư là cái súp này ta nấu sao mà ngon dữ vậy, anh nói người ta bỏ cái túi túi dạng như hạt nêm của con chưa mê á, người ta bỏ vô con chưa mê nô cô đệ ide rồi đệ sổ. Nhưng mà không phải đâu, người ta nấu không phải người ta nấu mà gia vị sẵn đâu cả nhà, cái gia vị này là gia vị kiểu họ nấu kiểu cách một cách nghiêm chỉnh đó. Họ nấu từ thịt đồ ra chứ không phải là từ nêm nếm gia vị hay bỏ những cái gia vị sẵn vô để mà chế biến những cái cục gia vị sẵn đâu, không phải, vị ngon lắm. Ừ.
Tiếp tục. Cho ba tờ lượt. Ngon. À, pudding. Đây cả nhà, đến cái này là pudding nha. Vô. Cả nhà ơi, thì bây giờ bắt đầu Nhân sẽ đi đón em bé nha cả nhà. Đi, đi cùng với Nhân. Con về cô chú ơi, con đi đón đây. À, con được tắm rửa. Khát bú sữa, khát sữa nha cả nhà. Khát sữa, cái miệng le to lắm, cái miệng sùm trời đất hết trơn á. Ông bà cô chú ơi, con được mấy cô tắm cho con rồi. Mấy cô tắm cho con thiệt sạch rồi. À, bây giờ lên mẹ cho con uống sữa, mẹ cho con tu ti. À, đá, không có khóc, nín rồi. Ôi ôi, khát sữa là cái cỡ nư, cái nư phải nết dữ lắm đó nghe cả nhà. Chú cha ơi, đây mẹ Nhân đây. Ôi có cái miệng kìa. Cái miệng của tôi á, ông bà cô chú ơi. À, ông bà cô chú thông cảm cho cái miệng con, cái nết con nó dữ dằn dữ lắm. Ô rồi rồi, mẹ cha bú nha. À, miệng con, cái miệng ông bà cô chú thấy không? Ông bà cô chú thấy không? Ta tắm rồi không cho người ta bú đi, nhanh gọn lẹ đi. Rồi còn nói cái gì nữa rồi? Cho người ta tì đi, bà già cho người ta tì đi. Chứ mà còn nói cái gì nữa rồi? Ỉa cất rầu, dính cục cất rầu, nóng đít rầu, nóng rồi đít rầu. Đây mình Nhân coi nha, đây mình Nhân coi biển cho em nha. Nóng rồi đít chưa? Lái tù tì ra đây nè biểu. Rồi mẹ Nhân biết rồi, mẹ Nhân biết rồi. Rồi mẹ Nhân cho uống sữa luôn nha. Rồi không có đấy. Rồi thôi nín. Ngày thứ hai mẹ Nhân tập làm mẹ nha cả nhà. Bây giờ cho em tu ti nha. Cha la la anh lan ta la. Ẩm ảnh lên cái mặt kìa. Cái mặt kìa ông bà cô chú ơi. Này mới 2 ngày tuổi thôi đó. Con mới được 2 ngày tuổi mà cái mặt con nó xấu xí như cậu bà cô chú ơi. Đó, bây giờ cho con tu ti nha. Cho con tu miếng cho con khỏe người con đi mẹ Nhân ơi. Mà nói nhiều quá. Tại biết sao không? Ở trên này là phải đúng giờ, chưa có đến giờ phải 10 phút nữa cả nhà. 10-20 phút nữa là mới đến giờ ti. Nên là phải dụ cho bé nó đừng có khóc. Chứ còn 10-20 phút nữa là bắt đầu mới đến giờ cho bé ti. Ở bên này là phải đúng giờ đúng cử. Chứ không phải là cứ cho người ta bú là người ta bú đâu. Đừng á. Cái mặt rồi xấu lắm. Ê trời ơi, không chịu người đó. Xíu. Ông bà cô chú ơi, con đang tu ti nè. À, sữa đây về nhiều rồi đó ông bà cô chú ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ôi, cái miệng cái nết dữ lắm nha. Cái nết con dữ lắm, con còn nhỏ mà cái nết con dữ lắm. Mấy bạn đồng trang lứa của con á, là chưa có la, là cái miệng con đói bụng là con la chùm trời đất hết trơn rồi. Nhân cho bé bú vậy thôi, chứ chút nữa là bác sĩ phải bắt là mình phải cho bé dặm thêm sữa ngoài nữa nha, công thức đó cả nhà. Tại vì biết làm sao không? Tại vì bên này là phải pha theo sữa công thức thì họ mới có cái định lượng được, họ mới tính được ước lượng được là bé đang uống là bao nhiêu ml, một ngày đầu tiên của bé là sẽ bao nhiêu ml và ngày thứ hai của bé là bao nhiêu ml. Chứ còn mà cho bé tơi ti như thế này á, kiểu là cho bé ti cho mình sữa tích sữa về thôi, chứ còn mà để mà ti no luôn cho bé thì bác sĩ là không canh được. Nên là bác sĩ bắt là phải cho ti bằng sữa công thức nữa. Biết anh Tài Đư đang làm gì không cả nhà? Đó là cái giờ là bé uống, bắt đầu uống sữa. Tính là bắt đầu bé bú, xong cái giờ bé uống sữa phải ghi rõ vô cái thời gian nha cả nhà. Và định lượng pha sữa là họ sẽ ghi cho mình định lượng ngày hôm nay là pha bao nhiêu sữa, là họ ghi sẵn cho mình rồi. Hôm nay là bé sẽ tăng lên bao nhiêu, lượng ml sữa bao nhiêu. Đó, phải ghi rõ ràng vậy để nộp lại cho bác sĩ. 3 tiếng là ghi một lần nha cả nhà. Nói chung cứ mỗi lần một cử bé uống là 3 tiếng. Ví dụ như giờ bé uống cử 9 giờ sáng đi thì đến 11 đến 12 giờ trưa
9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, xong 12 giờ trưa thì đến 3 giờ chiều, kiểu là như vậy đó cả nhà. Cha, con nằm con chơi mình con nha, mình nhân đi ăn nha. Ông bà cô chú ơi, con nằm con chơi một mình con nha. Con nằm con chơi một mình con nha. Trời ơi, thương quá, nằm chơi một mình mẹ đi ăn cái nha. Mẹ đi ăn cho không đói nha. Ba của cháu đi về làm ít giấy tờ rồi ông bà cô chú ơi. Thế nên là có một mình hai mẹ con thôi. Để cho em nằm chơi một mình em nha. Mẹ nhân đi ăn nha. Nha, mẹ nhân đi ăn có sữa cho em uống nha. À giỏi quá ta. Nằm đó nha. Nhân đi ăn này cả nhà, rồi ăn tiếp tục lên là buổi trưa của bà đẻ. Mời cả nhà ăn trưa cùng với Nhân nha. Hôm nay là ăn cái gì cho cả nhà xem này nha. Trưa hôm nay cả nhà nhìn thấy chưa, mâm đồ ăn ngon chưa. Chị đầu tiên sẽ là một cái bánh. Bánh này giống như kiểu bánh kem hay bánh gì đây nè. Nó có bơ, có sốt, có đồ lên. Và một dĩa rau trộn. Rồi cá thu, chắc là cá thu kho này cả nhà. Tiếp đến là thịt heo xào với lại bắp cải, rồi bắp, rồi là nấm, rồi cơm trắng, và bên đây là một chén súp cho mình với lại là một ly trà đó. Bữa ăn bữa trưa nha. Chơi mình đang chơi mình ở bên kia đó, chị đang chơi mình ăn. Chơi mình là con gái. Trời ơi, tội nghiệp. Nho không dám ẩm nhiều cả nhà. Ẩm nhiều sẽ quen. Nó quen sau là làm việc á, làm không được. Mà chị cũng lì lắm nha. Đói là khóc cho nó khóc trời hết trơn. Không ẩm nó một cái là khóc cho nó tái mặt mày luôn. Đói thì ẩm. Nhưng mà như bình thường vậy nè, là Nhân để cho nằm chơi. Anh chờ được anh đi về á. Để đó bị đòn ơi, bị đòn ra. Con vừa ăn no rồi, tẻ cũng đầy đủ rồi đó, mà cái nết cũng dữ lắm, buồn, nằm chơi mình buồn, nằm chơi mình muốn bế lên đâu có được, kệ, khóc hồi là nín à, khóc hồi là biết là không ai bế, là tự nín ăn hết luôn cả nhà. Ngon, đồ ăn ở đây phải gọi là xuất sắc. Các bạn cô chú thấy không, ẩm lên một cái là nín liền, nín dứt liền. Ngang ngược vậy đó, ngang ngược dữ lắm chứ không phải đâu. Nó không phải đâu, mẹ nó ăn nó, mẹ nó không để cho mẹ nó ăn mà biểu. Không có ba nó bẩm giùm. Rồi nghỉ ăn luôn, dẹp luôn, không có sữa uống luôn, không có sữa cho uống luôn, không có sữa cho tiểu bối uống luôn, nhịn luôn chứ làm sao. Chứ đâu mà khóc quá trời khóc rồi làm sao mẹ ăn được. Trời ơi, thấy cả nhà, mới có 2 ngày tuổi cỡ vậy đó. Cái nết cỡ vậy đó. Nết này là nết dữ, nết dằn chứ không phải nết vừa vừa đâu nghe cô chú. Thấy không? Vậy đó, nín. Vậy là nín á. Chứ không gì hết trơn á, vậy là nín á. Đây, okay, để thử thay. Có về nó. Hay. Xem cô này có. Hay. Ali. Ali. Rồi, cả nhà ơi, đồ ăn tối mang tới tận phòng tiếp. Ôi ôi, ta nói đồ ăn, ta nói như nghỉ dưỡng thiệt sự, như năm sau cả nhà ăn toàn một lúc toàn 4-5 món đó, đâu có bình thường. Sự vui nữa. Thiệt sự luôn, không hối tiếc bất kể điều gì khi chọn bệnh viện này luôn cả nhà. Ôi ôi, để lên đây nha. Oxy xuống à. Hôm nay là ngày thứ 2 Nhân sanh bé, ngày thứ 2 là Nhân sanh bé ở đây. Rồi bây giờ đến lượt mình ăn cơm nha cả nhà. Trời ơi, hôm nay là món ăn là gồm có nè, đây là gà nha, gà áp chảo với lại khoai tây. Tiếp theo nữa là món canh đó. Và bên này là khoai lang, nói chung rau củ luộc á, giống kiểu rau củ luộc á, ăn chung với lại nước chấm mè. Đấy. Và bên này nữa là đồ chiên,
đồ của chả ram hay còn gọi là chả giò cuốn á cả nhà, và trái cây đấy, và thêm nữa là cơm. Ừ. Rồi xin mời cả nhà ăn cùng với Nhân nha. Itadakimasu. Rồi mời cả nhà ăn cùng với Nhân nha. Trời ơi ngon ạ. À. Ở bên này á là vừa đẻ xong họ cho ăn gà, ăn bình thường luôn, mọi thứ bình thường. Mình mà không ăn á, mình mua đồ ăn ngoài vô là không được đâu nha, lỡ có chuyện gì người ta không chịu trách nhiệm đâu. Nên là ăn để mà có sức nha cả nhà. Này chả ram nha, chả ram cuộn. Hôm nay là ngày thứ hai Nhân sanh bé. Thì Nhân sẽ ở đây á, Nhân tính luôn cái ngày là từ ngày đầu Nhân nhập viện đến ngày Nhân về thì là 9-10 ngày. Khoảng 9-10 ngày. Nhưng nếu mà từ lúc mà ngày Nhân sinh bé thì Nhân mới chỉ mới có 2 ngày thôi. Ba ngày trước đó thì ngày đầu tiên là thuốc để cho nó nở cái cổ tử cung nhưng mà không nở. Qua ngày thứ hai thì là đặt bóng với lại kích sinh. Đó, mà cũng không làm không được luôn. Thì qua ngày thứ ba thì bắt đầu mới đến là đặt bóng, kích sinh xong rồi chọc ối, cũng không có nở thêm phần nào luôn. Thì chiều ngày thứ ba là Nhân mới phẫu thuật. Thì tính đến ngày hiện tại ngày hôm nay là đẻ bé mới được có 2 ngày. Đó. Mà chờ đến thêm khoảng mấy ngày nữa, còn 4 ngày nữa nhầm, nãy giờ tôi mới chợt nhận ra là gà tôi mổ em bé. Thế nên nếu mà ăn gà là sẽ rất ngứa mấy bà ơi. Nên là thôi, chắc là tôi không dám đụng tới gà luôn, tại sợ nó ngứa là thôi gãi má nhìn không ra luôn á. Bỏ ăn với rau củ cho rồi. Để yên bề giai thất mấy bà ơi. Hôm nay là anh Tà Rư, Phú ăn với vợ. Đang dụ chả năng ăn thịt gà. Vô đây. Ăn với vợ. Vô đây. Ngồi với vợ. Tà Rư. Để anh biết cái phong tục nè. Ở Nhật Bản. Kỳ đứa. Ăn con gà được. Được không? Được. Nhưng mà ở Việt Nam không ăn được. Không có. Vợ xin lỗi. Vợ không ăn. Không làm nó để, nó dù về đấy. À, không ăn. Vợ ăn sẽ bị ngứa, cay vui. Ba ăn con gà giúp vợ, được không? Được. À, ba ăn giúp vợ nha. Ok, ba ăn con gà giúp vợ. Không làm gì nữa. À, ăn đi. Vợ ăn con gà không được. Ngon không? Ngon. Không giống bệnh viện tí nào, thiệt sự. Cái này á, thịt nếu mà họ mà đem thịt gà, sashimi, có đem sashimi luôn đó nha, bầu mà họ đem, nhưng mà mình không ăn á, thật sự nếu mà mình ăn củ rau củ là không có chất luôn á. Ở mấy ngày mà ăn toàn là rau củ không á, mà kén là không có chất ăn luôn á nha. Nhưng mà thật sự là sợ, ăn cái này nó ngứa chứ không phải giỡn đâu, ăn gà là ngứa cả nhà. À, cái này là họ chiên với tôm luôn. Ngon. Ăn với cơm nè, ba ăn với cơm. Yêu. Cũng ngon. Cái này là mè. Cái này. Thì cả nhà ơi, thật sự là một ngày hôm nay, ngày thứ hai là tiếp tục kết thúc. Thì cả nhà cũng thấy rồi. Cứ yên tâm, mỗi ngày thì Nhân sẽ cập nhật tình hình tin tức cho cả nhà cho đến khi đi về nhà. Mẹ con Nhân đi về nhà và ở cử ở nhà. Thì thật sự là Nhân cảm ơn rất rất là nhiều. Bởi vì là trong thời gian này Nhân cũng không có sử dụng máy móc hay là nhiều quá. Thì Nhân có một bạn hỗ trợ Nhân. Thì cả nhà cứ yên tâm là bạn đó, Nhân có nhờ bạn đó thì Nhân có trả tiền đàng hoàng là cho bạn hỗ trợ Nhân ở bên này để mà giúp cho Nhân á. Nên là tại sao cả nhà nói là tại sao có video ra thường xuyên. Thì có một bạn hỗ trợ Nhân đó, thì bạn đang ngồi sau cầm máy quay luôn á. Thế nên Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Cảm ơn những lời chúc, những lời chia sẻ, những lời động viên và đặc biệt là những cái góp ý để mà Nhân được lần đầu trải nghiệm làm mẹ. Thì mong nếu như có cái gì không chưa đúng hoặc là như thế nào thì cả nhà góp ý một cách nhẹ nhàng nhất cho một bà mẹ mới lần đầu như Nhân nha. Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu được rồi. Đón ủng hộ vợ chồng nhà Nhân và bé Tiểu Bối nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.